Hello, xin chào các bạn, mình là VAD Đại, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm tựa game Temple Run 2 phiên bản Halloween trong tháng 10 này. Mình đã chơi được game này từ cách đây 2 tuần rồi. Chơi được, kiếm được rất nhiều tiền. Chơi như một thằng điên, cày cuốc, rất dân chơi. Nhưng mà khổ nỗi là mình chơi cái phiên bản Blazing Sands là cái phiên bản này. Đây, là cái phiên bản Blazing Sands, là phiên bản cát nóng, à cát thiêu đốt đấy. Mình chơi bản đấy được rất lâu rồi và thấy mãi nó không cập nhật bản mới nên mình tức quá, mình xóa game này. Và mới gần đây có một bạn đã nhắc mình trên trang Facebook Kiều Hồng VAD Đài là anh ơi chơi trò Temple Run 2 phiên bản Halloween đi, hay lắm. Thì mình nghe hay lắm nhưng mà mình cũng chả biết như thế nào nên mình tải lại, và cũng thấy khá là mới mẻ. Thì mình vừa cho em mình chơi, bây giờ sẽ đến lượt mình chơi. Như các bạn thấy, ở đây chúng ta đã có những nhân vật mới. Thực ra không phải nhân vật mới mà là người ta tự thay đổi trang phục. Khi hết lễ hội Halloween thì người ta sẽ để lại. Đây là nữ nhân vật Scarlet rơi. Đây là thanh niên chầu tre Frankie Stein. Và đây là nhân vật mới người sói. Sẽ được bán với giá 60 kim cương và sẽ có phiên bản giới hạn trong 13 ngày. Nhìn có vẻ rất là đẹp, chỉ tội là người bé bé thôi nhưng mà khá là chất. Không ngờ người sói lại đi sợ cái con mama kia. Đây là thanh niên Bone trong phiên bản xác ướp, thanh niên Lee Chung Wei, what the fuck, trong phiên bản vampire là ma cà rồng của Trung Quốc. Còn đây là vẫn là mấy nhân vật của mắm trước. Ở đây thì chúng ta cũng chả có gì mới cả. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại và bắt đầu game. À, lần này thì mình sẽ thử cố chạy hết sức mình. 1 2 3 nào, bắt đầu thôi. Ô các bạn nhìn này, ở đây bản này người ta cập nhật mấy cái đồng tiền, người ta đã biến thành mấy cái mấy con ma chibi rất là dễ thương, nhìn trông hay quá. Ở đây thì nước đồng màu, mấy hồ nước bình thường rồi đã biến thành nước độc, có thêm cả mấy cái hồn ma đi xung quanh trên đầu mình nữa, ghê không. Không ngờ là mình nhảy xuống nước độc mà mình vẫn không sao, chắc là do mình là ma sẵn rồi, không sợ hồn nước độc, nhảy xuống không sợ chết đấy. Các bạn thấy mình đi rất là điệu nghệ không, như là một dân chơi thực thụ nhồi. Ôi thôi thôi thôi, dân chơi quả cũng chết đấy, chạy nhanh nào. Ô nhìn không kịp, phải ăn tiền thôi, mình sẽ chơi hết sức mình, mong là mình sẽ không chết. Ô nào, ôi ôi mình bị lag là đấy, giật hết cả mình. Ôi thôi, chúng ta sẽ cùng xem quảng cáo nào. Cái gì đây, quảng cáo về một anh chàng cơ bắp, một cô nàng tiên rất là xinh, làm phát sáng ánh sáng hào quang là cho anh cơ bắp càng nổi điên hơn. Vâng, cô nàng tiên không bị làm sao, cô tiên đã tụ quả trưởng, anh cơ bắp cũng đã tụ quả trưởng. Gì nữa, vâng anh cơ bắp đã chết, nhìn quả đấy là tôi biết, xác định là anh cơ bắp chết rồi. Và bây giờ mình sẽ tắt cái này đi. Rồi, chúng ta sẽ quay à. Mình mong sẽ nhận được cái gì đó thơm tho. Trời ơi, 50 tiền là cái tệ nhất mà mình từng nhận. À, chỉ lúc quay game là vẻ nói nhiều là mình chơi mình ngu thôi. Cứ để lúc mình kiểu mồm im phát như cao thủ. Mình đang cố học tập Kiều Hồng dân chơi nhưng mà không học tập được, tại vì Kiều Hồng quá chất. Các bạn nhớ nuôi dâu như Kiều Hồng để có thể dân chơi như thì mấy. Rồi, đi nào. Nào, tăng tốc độ. Mình không biết là ở đây sẽ có cái gì đặc biệt. Mong là chơi đừng có lag. Mình sợ nhất chơi lag. Mỗi lần chơi lag thì kỷ lục mới này. Lại hồ nước à? Sao mình bị phê hồ nước hay sao mà gặp nhiều hồ nước ấy. Nhưng mà yên tâm, vào hồ nước là dễ rồi. Mấy cái khúc cua này mà nhìn không nhanh là
không nhanh cẩn thận là dễ chết lắm đấy. Ui sợ quá, nó cứ cua cua mình nhìn chóng hết cả mặt. Được cái là dễ thôi, nhưng mà nhìn chóng hết cả mặt. Cứ đi theo đường của mấy đồng tiền là ok ngay. Ôi có ho mày. Nào. Mình đang bị bấm chạy nhanh. Rồi chúng ta lại quay lần nữa nào. Thanh niên ngáo đá sau mấy tháng không chơi. Mình thề hồi trước mình chơi trò này được 2 triệu điểm. Giờ chơi như giờ hơi. Mình còn không biết mình bao nhiêu điểm ý, mình để cái biểu tượng vé đây ngu quá. Thôi không sao, lát nữa hết trận mình cho các bạn nhìn điểm. Để xem thanh niên này ăn bẩn mà được bao nhiêu điểm à. Cái gì đấy? Lại chết rồi. Ô, sao mình chết nhiều nhỉ? Nào, thôi kệ, chết nhiều mới được quay nhiều đúng không các bạn? Chơi mắc ngu người. Nói nhiều quá, chơi thành ngu. Mà có khi do mình ngu thật nên đổ tội mình nói nhiều nên mới đi ngu. Rõ ràng hồi trước mình chơi được 2 triệu điểm. Sao giờ chơi như dở hơi này? Mình không biết. Chúng ta đến một khu vực mới đó, khu vực xương. Nhìn khu vực này chúng ta không thể di chuyển sang trái hay sang phải được. Chúng ta bắt buộc phải giữ tinh thần đi thẳng và chỉ tránh tránh ở một đường thôi. Ok, chúng ta đã vào đất liền quá nhanh. Rồi, lần này mới bấm được tốc độ. Nãy mình bấm không kịp. Sợ quá. Là chán này. Chúng ta có thể xuyên được qua tường. Bây giờ mình sẽ thử tác dụng của lá chắn cho các bạn xem. Mà thôi, không ăn liều đâu. Đây, đó, chúng ta đi qua được xuyên lửa. Ôi, chóng hết cả mặt. Mình còn không biết là đã đi được mấy bao nhiêu rồi. Không kịp nhìn ý. Nhìn có khi mình chết chắc. Ôi dồi ôi. Lại, ô. Ô. What the fuck? Ok, chúng ta chơi đến đây thôi. Vâng, chúng ta sẽ bắt đầu một hòm. Chúng ta đã tìm được 1/5 món đồ của lễ hội Halloween. Tìm đủ tất cả chúng ta sẽ mở được cái mũ Halloween gì đấy. Và mình có 400.000 điểm. Thế này quá là thấp, hồi trước mình chơi được 2 triệu điểm các bạn ạ. Mình thề luôn. Nhưng mà do một thứ nhất là chơi lag với cả ôi. Thứ nhất là chơi lag. Thế nên thứ hai là do nói nhiều, thế nên mình không thể chơi tập trung được. Đó, các bạn thấy mình đổi tội giỏi không? Chả ai đổi tội giỏi bằng VN đấy đài cả. Đây, chúng ta sẽ xem. Lễ Halloween à. Đây, chúng ta sẽ được cái mũ Halloween. Không giống như lúc nãy mà đây chỉ mũ Halloween thường thôi. Chết, mình khàn giọng rồi. Đúng rồi, lễ Halloween là phải khàn giọng. Khàn giọng rồi. Ok. Chào tạm biệt các bạn. Và hẹn gặp các bạn ở video lần sau. Đùa thôi, mình sẽ chơi nốt ông này. Đây sẽ là lần chạy cuối cùng của mình. Ê, bấm chạy nhanh nào. Ô, chạy nhanh, 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 nhanh. Ồ, thần tốc mà anh ơi. Đó, 25.000 thần tốc đó. Khán giọng trong lễ hội Halloween quả là tuyệt nhất. Ok. Đây sẽ là lúc khi VR đến đài thể hiện kỹ năng thật sự của mình. Nói thật thôi, từ nãy giờ mình giả vờ thôi. Giờ mình mới chơi thật các bạn ạ. À. Nhưng mà sao mình lại để kỹ năng là đó. Bây giờ mình nhớ chơi thật các bạn ạ. À. Mình sẽ chơi lên phát 2 triệu điểm luôn. Không cần bàn cãi. Rồi, khu vực này hẹp quá. Có cái cổng rào đẹp thật. Ok. Mình sẽ lên hết mức tối đa sức mạnh của VA đế đài. Frankie Stein lên nào. Đấy, mình chơi con trai phát là như là dân chơi luôn. Ui, mình chơi điệu nghệ quá. Nào, lại bật skill nào. Ăn cái này này đấy, không chết luôn. Vừa ăn được lại còn né giỏi. Các bạn ơi, lag rồi. Tôi không sao. Mình sẽ vẫn giữ được độ. Ok, tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn ở video lần sau.